Mình xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Bữa nay tính xuống mất ba mình kéo cá lau kiến, nhưng mà cái con sông ở Kinh Mừ nó nước nhiều quá. Giờ mất ba dẫn qua đây coi mình đi kiếm mớ ếch mớ cá. Thì lúa này của bà con mình xuống giống cũng 2-3 ngày. Đây nó sợ nó bay không. Giờ cái mương này á cô, bà con người ta vét lên hết trơn rồi, nên không có hàng. Mình thấy hàng để anh đào. Sâu hả anh? Nữa về mình làm mấy cái móc rồi nè. Đào cho tao bự hơn chút nha. Đấy, nó nhúc nhích đó. Nó là có ớt đó. Củ hay ớt. Chú Sàng cũng thấy được những hàng màu bự không anh? Cũng vừa vừa. Ồ, có ít cũng bự mà. Ồ, cái một con. Một con đó là dài được á. Đi qua chút sang qua này, nó khai nước ra cô gan trên đất trên bờ lắm. Nó khô đau chân lắm luôn. Giờ mình có gì mình bắt nó đi. Cua lắm cua. Để sớm giờ cái công mình lội ra đây nó cũng nắng, hôm nay quá nắng rồi. Có con ếch không? Đúng. Có. Đúng không? Còn con cua nữa. Ê trời. Ô, vậy hai con cua ngon rồi. Không lỗ. Cái đó phải đặt hai con cua. Ừ. Không lỗ. Hai con cua. Ừ. Có ếch nữa không nha. Rồi. Đây đây. Cô cũng trọng rồi vậy? Ừ, cô trọng. Con gì ạ? Cua. Cua nữa hả? Cua thì là cua. Nhớ cái này. Có dấu, dấu cua. Giờ mấy mình kia ta. Giờ mấy mình đây. Giờ mấy bên đây rồi đã con ốp máy này thì qua mình quay cận cảnh qua nhà xe vô nữa bắt ba vô nữa. Trời ơi cái hang nó cong mẹ xuống. Dạ. Nó bẻ dặn ngược là lên. Sao đợt này cũng trọng trọng không có ba? Cũng được quá ha. Ừ. Cũng được quá chứ. Mày thở nhỏ nhỏ rồi. Cái đó nè. Mày êm quá. Vô ba.
Thấy có lý không? Không còn nhỏ nhỏ bữa nay con cũng được nữa. Cua ếch, cua ếch. Cua ếch, cua ếch. Cái giống nó rõ kìa. Ồ, ếch đợt này khu này đây trống trống không bác ba. Yên thế. Cảm ơn, cảm ơn. Trống rồi được. Vậy đã được cái con cua hả chú Trang? Ôi ngon rồi. Ôi, ngon rồi. Cái nãy giờ ít cái không, ba con ít cái không bự không, ba con trọng hả? Ờ ba lớn không ấy, bảy con nữa là đủ rồi, bảy con nữa không kiểm rồi. Làm bên chảo ra cho ăn đau không? Cái nửa thùng bia còn đó là chiều nay mình uống bia không ra đừng uống. Chơi cái tay chú Sang nhỏ dễ vô kêu lỗ nó dễ. Cua đâu anh? Cua còn có ớt không? Ồ, Sang đựng cua. Thôi rồi, tụi tao tới đây. Ôi lụm mỡ ơi. Vậy em nói gì nha. Đâu mà được không? Trời ngộ nha. Một con ớt. Ồ, ớt. Bởi với người nhỏ bắt con ếch nhỏ. Tao nãy giờ tao bắt ếch được rồi, thấy ổng bắt con ếch. Nào, đừng nói cu hoài. Con này dai, dai hoài. Có giống không? Giống nó lên, lên gà bóng nè. Rồi ngoài đây có dấu chân của nó nè. Mấy nút nhỏ nhỏ nhỏ. Cho em coi sao em. Ủa, con nhái. Ờ, sâu dữ vậy. Lì xuống không không anh? Ừ. Xuống rồi. Bị sâu cứu. Ếch rồi, ếch hỏi khô nắng quá đâu rồi. Mấy màu hồng hăng này có bộ hơi bị sâu quá. Cắn một cục trên này không? Sắn nhẹ nhẹ thấy được đó. Mình đào một viện hồi mình đắp lại cho bà con. Để hồi chú ruộng ra là được chạy cho bà lọc. Lắm đây. Ờ chưa. Chưa thấy nhìn nha. Còn sông đâu. Đụng đất sạch lên đó mà sao. Ngưỡng đi. Đụng rồi. Đụng rồi. Bữa không anh? Cũng chậm. Ấu vậy có lý rồi. Yêu cầu nó xuống rồi thôi đụng được rồi. Đụng là đụng mà. Trời ơi anh Minh mắt con ếch à nhìn. Coi như con đấy cũng không. Để người ta bắt cái không à. Cái mập thù lù. Được rồi lẩu rồi ông ba ơi. Lẩu rồi. Thôi về để mình suy nghĩ mình làm món gì không ba. Lẩu hay là nướng hay là. Sướng thì thấy nó khô khan. Dạ. Mà bây giờ mình mặn món gì mình cũng không biết luôn. Giờ hết biết mặn món gì. Tới nhà đi. Mày xót một hàng là uống. Ừ. Có một hàng là có. Không phải con cua mà con ốc chết. Lúc đầu con cũng chờ quay nữa. Tưởng thấy con cua cũng mừng mừng. Nghe nói con cua cũng được được cho rồi. Qua sau à. Chỗ mấy con nước này nhiều đây cũng chỉ được có lý. Dạ. Hết. Dựa lên. Sâu nữa coi. Có sâu Mỹ dưới luôn.
tới ông chuyện rồi. Đụng đụng con cua vô chứ sao. Con cua. Con cua à, được cái này con thiệt à. Đụng con cua. Con thiệt hay là con ốc nữa. Đừng định dở lên con ốc con quê lắm nha. Hay quá, bắt được con cua. Quá hàng của mình nó ăn luộn dưới sâu quá sâu rồi. Bự chứ sao. Con cua không đỡ. Ô, nó đi rồi. Hết rồi. Sâu phải có cua quá. Uống không đào hả? Móc đi. Thấy chưa xem? Cua. Không có biết bắt đâu nữa. Không có chiếc. Này gọi là bắt cặp thôi. Ta bắt cặp của ông bắt chiếc không? Ồ, con ếch kìa chú Sang ơi. Trời. Hồi nãy giờ không có con nào đực luôn á. Cái không. Ô, được một túi cua luôn ta. Mình chưa đi đụng cái đây cái miếng bà ngoại rồi đó. Chưa cái bụng bọng ha. Bụng bọng rồi. Chiều rồi đó. Cũng nhầm theo con rồi. Bác ba ngoài đây nó có chợ không bác ba? Đáng hồi con chạy ra ngoài con mua gì nấu lẩu chứ chờ này ăn đồ khô cái thứ con mắt mẹ rồi mày quản anh Tấn cái này u anh ba cứ riêng quản anh Tấn này nó hay thật của nó cũng giỏi. Ếch trong hang á. Ủa sao cái hang nó nhỏ. Đào tới ơi. Đi xuống đi anh ơi. Đi xuống rồi. Bụng hả? Vậy có con ếch mới được chứ. Ủa cái ăn ra ngoài xuống đi xuống nó ăn bự. Ê con gì vậy? Ủa hết hồn. Xíu nè. Thế nó giọt giọt. Này có một con mà. Bự luôn. Nhúng nước cái đây không à? Không ngờ là đợt này ớt nó trọng chứ. Trọng chứ. Trước không đào đâu. Mini không? Hết mini không mà hết này đã phải bẩn rồi. Này chỗ chổi không? Mương này mà còn miếng nước nữa ngon quá ngon. Ừ. Thả con cái đồ khô quá khô. Khô hạn không bà? Ừ. Chứ hai nữa nắng quá. Ui nắng quá nắng nóng. Rồi để anh Minh đi tìm hang. Chụp đi qua mép bên đây. Giống đi sợ nó lạnh giống đó mà bên kia là chấm quá quanh đây lẫm liền giấu nó giấu chung gấp luôn giấu chuột hết chỗ này nè đó cái giống giò vậy đó con thấy giò bốn mắm á. Cái con này cũng không bự. Con này chắc cũng không bự hết. Để con trông chạy thôi.
lòng với nhau trên. Anh này đi xuống đi qua đi lỡ đi tùm lum hết trơn. Hang dưới là hang trên ngắt thế. Đứng nó khó hang trên. Đụng hết rồi dưới không? Đụng chưa? Dưới đụng hết rồi nè. Hang dưới đụng hết rồi. Không phải. Ngốc. Ngốc nó nhớt nhớt thôi. Cái giò trước nó không giờ coi chừng nào hang trên đó hang trên cái gì con cua kìa con cua nữa hang nó nhỏ quá nhỏ bự bắt nó ra luôn. Anh ba ơi, cua ếch nữa. Ủa mà tới hai con cua dữ vậy? Hai cua hả? Đã nha. Ô, vậy dao rồi. Hôm sau bắt được con cua luôn mà trần nha, coi cũ. Được không ba? Được. Bự không? Ồ. Đãi luôn. Đực. Đãi luôn. Còn con nào nó không ba? Hết rồi. Đấy, gom qua đây một đống vô trong hang này đã. Có anh Đạo á. Hai ếch hai cua. Ồ, ếch bự nè. Cái quá. Đực nữa. Đực nữa hả? Vậy nó còn con cá với con rắn hết luôn chứ. Hết luôn rồi, còn hang luôn. Quằn chỗ này nhốt với nhau. Mình bắt hai con ếch hai cua. Mình bắt cua với ếch đực không ra. Không có ếch cái ra. Cái khúc ngoài kia vô đây khúc ở đầu trong á chú sang hết cái khúc ra đồ ngoài hết lực không rồi mình đi đường nào vô bác đi đường này nè anh cứ đi trước đi mương này luôn hả thử con mấy gì đi con không lẽ không được kiếm chăm rắp mười mấy con này mà lâu rồi cũng chưa có chú sang thấy được hang cua nữa sao em đi theo anh là sớm giờ hai hang rồi đó không có con nào chứ đi qua chú sang được rồi chú sang bây giờ móc con hang này là hang thứ hai à qua bờ tây rồi cua không không có cua vậy ngon rồi cua không được vậy chứ không được. Thank you.
cua mà ra dữ con. Mình phát hiện con cua thụt cái tay vô. Thụt cái tay vô nó táp không? Nó kẹp á. Vớt một cái thôi. Ôi con cua nè. Ở trong trong đây còn con nữa bác ba. Hai con hả? Ôi ôi cua kìa. Ủa sao đây cái này là như vậy? Vỏ vỏ của con vỏ còn nãy. Vỏ. Nó lột còn nguyên không bác ba? Còn. Vậy thấy còn nguyên mà thật sự đây cái vỏ nè, rõ ràng vỏ của nó. Cái vỏ. Nó lột rồi. Con nãy bác bỏ vô con nó mềm xèo. Chờ mình đi vô luôn cả nhà. Để cha mình đem chiếc xe lại, mình để đồ lên chút xíu mình nấu món ăn. Bữa nay thì tính thắt nhưng mà đi vòng vòng một hồi thì cũng được sớm căng xong dừa ớt dừa chuột là dừa ớt dừa cua là được 2 kg. Đây, túi nè. Tính thắt mà không thắt thì cũng lâu rồi mình mới ăn lại cua đồng. Bữa nay mình sẽ làm cái món là cua đồng mình hấp lá chanh cho nó thơm, chấm cái muối ớt không thôi muối tiêu chanh cũng được. Bữa nay chơi mồi đặc sản xong. Giờ mình chạy đi chợ mua vài ký bún, đang chút nữa mình ớt mình nấu ớt hiểm mình ăn với bún. Này là quế, quế. Này mình ngắt ra chút nữa mình để mình làm cái lẩu lá quế hả? Quế. Ớt nhúng xanh, xả, tỏi, ớt. Đặc biệt bữa nay nha, dĩa bún quá to. Con cháu chín giờ lấy gì mày ương lên không? Ừ. Ớt hiểm không ông ba? Đây đó, con cho ớt chín. Sao cho con đi mấy cái vườn khác, vườn nào cũng có ớt cho mà vườn con sao không thấy lên. Cua sống là bị ngâm nước không? Ồ, cua cần cần á. Hết sức to rồi. Ồ, cái con này nó bự. Mập gạch không chanh đẩy vô cái ta nêm đi rồi cái sóc thôi. Có mấy con mập bự quá không bà? Cua này chắc ngon quá. Cua này mềm á, thấy là nó cứng cái mùa ra ngon dẻ thật à. Rồi bếp nhà. Ừ, cái bên kia nó hơi thấp rồi. Không phải thấp mà nó cao hơn chúng ta. Giờ để chú sang sóc mà. Món này ngon. Cảm ơn chú Sang, khoai mùi lá chanh lắm. Khoai mùi lá chanh liền. Thơm thơm chứ sao không được. Sâu lên cái nữa là lụm đó. để cua mình chín á, giờ tới làm cái món lẩu. Bữa nay mình ớt nấu lẩu trên hết, mình ăn với bún với quế. Thì mình cắt chanh ra đi. Chanh nãy cắt rồi chơi. Không, cái đó con làm nước lẩu chơi. Dạ. Dạ. Cho rau ra dĩa sao mà khói nó vô cái mặt không thôi. Chờ tỏi vàng mình cho ớt vào mình thử cho thơm. Dạ.
cua cua nữa mình để vô dưới này đi. Được không? À, cua. Dưới này dưới này nè. Cả nhà nó chanh heo qua. Cua gì một con nào cũng lấy hết hồn. Bay mùi thơm quá, quá mùi chanh thơm lắm. Còn cua cái không mấy ông luôn. Con cua nó đỏ tư, nó ngon hết sức rồi. Mình cho vô cái dĩa luôn đó ba, nó lá chanh á. Gì? Này, dạ. Để đó đi. Thơm. Nãy cái nước khử rồi luôn. Nghe. Nói gì nghe. Chỉ có bác Sáu rồi dịch mới được thôi. Dịch được không bác Sáu? Nghĩa nói bác Sáu dịch được không? Dĩa cua. Cho ớt hiểm vậy. Đáng lẽ phải ăn dĩa đó mới được. Bao nhiêu rồi anh ơi? Em không dám đặt luôn nè. Đáng lẽ người ta đặt chặt ra nó mới ra cái nước ớt hiểm nó mới ngon. Mùa nắng này hơi hiếm. Hiếm. Khô quá khô. Quá khô. Mà đập chặt cho nó cay lắm bác la. Nó cay. Nó cay rồi. Bả ngon rồi. Trời ơi, bả là cái đó là bả không ăn đâu. Có cái hơi cay rồi. Cho nó cốt chanh rồi luôn. Vậy mày nghe. Cay chứ. Sao bả ăn, sao ăn. Bả ngon. Ốp, 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 ốp. À, chắc chín quá bác ba, mình giờ mình nhắc ha bác ba. Này, con ếch nó cũng nứt ra trơn rồi nè, mềm nứt rồi. Này ăn cái món này vợ nấu coi sao đây. Rồi cái có nhức nắp không đây? Giật giật nắp luôn á. Cũng khờ vậy hả? Vô chút qua mọt cua, cua giờ mình cho cho lá quế vô, lá quế vô còn nóng rồi mình cho nóng cho nó xào xào vậy. Khỏi còn khỏi trụng dưới thôi, để trên vậy trên nó hột cái nó xuống rồi bắt ba với cha với chú Sang dùng cơm dùng bún đi. Coi chấm con mấy điểm, bữa nay chấm con mấy điểm qua. 9 điểm, 10 điểm gì cũng được. 9 điểm, 10 điểm. Chứ không có dư đâu. Ít ít cho cha hồi chấm ra nước rồi. Mưa ớt. 9, 10 điểm gì cũng được hết. Chén mưa ớt này quá trời luôn. Vung tay con ớt luôn bác ba. Trời luôn rồi. Lùm con ngay cho nó tới công chuyện. Lá quế cặp vô luôn đó. Chấm cái này để vô đây. Lá quế đưa vô. Rồi. Một cái coi. Rồi thử coi sao. Mềm á, mềm. Tới công chuyện luôn hả? Quá mềm. Còn chuyện có nổi không? Mình răng mình chua đi Nam ơi. Cổ đó miếng bún đây, chưa hết nổi à. Rồi. Nhớ nhớ là quý vị ớt có ớt nhiều. Không sao. Em phải khoái ớt rồi, đưa ớt vô. Đó, bắt đầu mình cặp vô ha. Cặp miếng rau, con ếch, cuốc. Rau. Chấm miếng rai. Vậy đó. Rồi.
mời cả nhà. Quất. Ngon chứ sao? Quá ngon. Rau. Dạ, món này còn sao đây? Thấy cái bắt ba với chú Sang ăn thấy chịu không nổi vậy đó. Cho nó lúc lúc nó lúc lúc cho nó thấm. Mặn lên rồi. Sống mặn đâu. Ngon. Cái này ngon nè. Mềm không? Ở này vừa ăn luôn hả? Đó nó vừa ăn. Nó không cứng. Vị nhai xương rồi đó. Dính cái ớt nè. Cái ớt nó thơm, thơm, nó ngon, nó thơm, mềm. Quả ngọt thế nó mềm. Nó như canh nó chua cái vị nó thanh. Thế cũng chuyện luôn. Con dần con nó cũng bự thôi, mình ăn con nhỏ này đi. Đây. Ông ba chấm cho con mấy điểm ông ba? 10 điểm rồi. Ăn đi, 10 điểm đi. Chấm 10 điểm quả ngọt. Có 10 điểm đi. 10 điểm rưỡi đi. Thấy quá nó bự thiệt nhưng mà ăn thua mấy ếch gò gòi này bắt bắt. Nó ếch nhỏ này dễ ăn, cây ếch nhỏ nó lớn. Ếch này nó vừa mềm mà mình dễ ăn lắm. Cũng dễ ăn. Ngay hương. Ngay hương. Hương này nhai rớp 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 được. Ếch kia nhai không nổi, nhai không nổi. Thầy kẹp cho lá quế nó thơm ấy anh. Món này mà không có lá quế thì thôi. Thua. Cái gốc của nó là nó phải vậy, nó với ngò gai. Là miếng trứng à. Trời ơi. Béo, quá béo rồi. Quá béo. Ăn không? Nghĩa ăn không? Hồi chị bới cho miếng. Ăn thương rồi bác. Anh ơi, cái chén nó ớt á, muối ớt anh ơi. Không được con. Cái chén kia gửi trên dĩa cha kìa. Ông cho ông tóc ông ăn chứ ông không có làm được chứ. Sẵn chảnh nên cho với xiên. Xiên. Từ mẹ mới được. Anh ăn mình ảnh lỡ có mất xương không biết sao. Có kêu mẹ con nha, kêu mẹ con. Ăn bún không? Ăn bún mà hồi chị lấy cho. Nhiều quá. Bác bà có dư mấy lon bia mà đem ra bây giờ ăn bún với chàng ăn lẩu không khỏi uống bia luôn. Bây giờ ăn trước đi chút, mình còn dĩa cua mà. Mình còn dĩa cua rồi chứ. Bún chan nước này ăn nó ngon quá ngon à. Bây giờ chan nó địch quá rồi mình đồ. Ăn đi. Ăn một cái hả? Thương. Đào nãy đúng mệt thiệt nhưng mà giờ là thưởng thức được cái thấy ngon không? Mình hãy bị có nêm đường bột ngọt rồi vô chấm. Nêm rồi đó. Hay luôn. Còn gì cổ nữa ba? Gạch chưa? Gạch dữ. Quá gạch luôn. Gạch không cho. Gạch luôn nữa. Gạch à. Mày nhóc luôn rồi đó. Cua gạch dần khừ luôn ha. Ba giống dữ à. Mình phải ra. Phải ra vậy mới được. Quá ngon. Quá ngon. Ngon, ngon chú Nam. Ngon quá. Ngon, ông ăn đi tôi uống nha. Béo không béo. Béo béo. Vô vô. 1 vô. 2 3 vô ông Giang ơi, đừng ông ăn thì mình uống đi. Còn gì bằng nữa. Để té càng cái. Rửa nó mát cho mình ngồi. Ồ có cái nước nữa nè. Có chứ. Có nước chứ. Ăn cua không con gái? Con ăn cua không? Ăn không ăn nói. Cho nó dài con cua đi anh. Chán gái hả? Gái ơi. Cái cua này con. Chở đầu lên anh, chở đầu đũa lại. Rất kỳ. Ngon quá, ngon quá trời, nó ngon rồi. Ừ, vậy được nha. Cảm ơn nha. Tôi sang ăn cái gạch thôi, không được, tại sợ xây móng nhà. Mình ăn cái mình thôi. Cho nó nhai mấy cua này. Ủa, nó ngon. Mình để đây. Cắm rồi. Còn gì của. Béo. Ủa, nó béo gì đâu. Thấm cái nước niềm của mình vô ngon. Thôi kiểu này ăn
như vậy là sợ ra máu cam thôi, làm miếng mới được. Trời thơm lắm đi. Trời nó không tiêu quá trời. Trời nó không tiêu. Quá trời là cua nó đâu có tiêu đâu. Đâu có tiêu đâu. Ông ba ông nên dùng ăn cua này có cái chất canxi đó không ba? Ừ. 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 Ớt rồi còn luôn. Thắng từ từ. Gặp thiệt chứ. À. Cua ngon lắm. Sợ ít luôn á. Bởi vì béo. Anh ăn một con bây giờ nó cũng ngon rồi. Cua nó vậy, cua nó ngon. Mình bắt ở trên khô là gạch tặc khờ vậy. Gạch tặc khờ ngon ngon quá. Dồn cái bác ba. Béo chịu không nổi. Đếm coi. 1 2 3 vô. Qua nhà có cá sao mà còn giữ nó luôn đi bác ba. Hay đâu có một số tụng với cha à, xuống bắt sáng mà với cha vợ con à, làm miếng nó không lớn lâu qua cũng không gặp sao lúa khóc cái này không biết sao lúa ổng cũng được ổng ừ. Nay đi ổng dỗ nữa rồi rồi ổng nói sao rồi đánh bà con dòng họ ổng chết quá trời chết luôn ổng dỗ gì mà liền chát. Ồ hết sức ngon rồi. Quá ngon. Ăn món này gân phải tốt mới được. Gân gân cháu cháu ăn không ngon rồi. Được hai một cái hết ăn rồi. Kiến nhưng mà cái sông thì nước nó cao quá để bắt nó cũng hơi khó cho nên nó lỡ cỡ cái thời gian cho mình phải chạy qua đồng bên kinh mười dứ bên kia để móc cua với bắt ếch. Mình trước tiên mình nghĩ chỉ bắt có cua thôi, ếch thì mình nghĩ là nó không có nhiều gì. Mình cũng hên thì mỗi hang cua con cua con con cua con ếch nó ngộ vậy luôn. Mới thấy là bắt đợt này là nó nhiều, là vừa một con cua mà vừa một con ếch luôn. Được một con cua là được con ếch. Tại vì hàng của chú Sang hai con cua một con ếch. Tại vì cái đồng đó cực kỳ nó rất ít ít hang, cho nên khi có cái hang cua là con ếch nó sẽ chui chỗ nó ở, trời con cua nó lột nó mềm là nó lụm lụm cua. Nó lụm cua. Này làm bà xã làm cái món ếch mình nấu với ếch hẻm cũng quá ngon luôn. Món cua chú Sang làm hấp lá chanh thì còn quá tuyệt vời, còn mấy con nữa là hết luôn. Hết rồi. Làm lay ra với bác ba thêm một ly hai ly nữa chắc cũng dài chiều à, để đường còn xa nữa. Bây giờ mình vô một cái nữa rồi xin phép cả nhà cho mình kết thúc video này, mình hẹn là video ngày hôm sau anh. Mời bác ba, mời mốt bác ba ăn lạc rồi, chắc không có tham gia cùng nữa. Mời bốn ngày này. Ngày 14 chào cả nhà. Chào cả nhà luôn.